Thanh mến chào quý cô chú anh chị các bạn. Thì bữa nay Thanh không còn con chuột nào nha cô chú anh chị các bạn. Thì bữa nay Thanh sẽ đi gom cái luồng bẫy rắn này nha cô chú anh chị. Luồng bẫy rắn này là khu vực ở đó 19 cái Thanh đem cho thêm 2 cái nữa là 23 gì á. Hôm nay chỉ là 21 cái. Thì nay Thanh đi gom 21 hoặc 20 cái gì á. Thì bữa nay Thanh đi gom cái luồng bẫy này. Ở khu vực này thì và Thanh hôm đó có chừa lại cái, Thanh đưa thêm cái là 2 cái. Rồi Thanh mời cô chú anh chị các bạn trải nghiệm đi gom bẫy rắn cùng với Thanh nha, tại vì hết chuột rồi. Thanh đợi đem về nhà luôn. Ở đây nè. Thì các bạn nhớ cái cây này bữa Thanh chỉ không? Đây nó không có bông. Thì hôm đó Thanh đặt bên nó dính con rắn hoành bự á. Thanh bữa đó Thanh để lại cái nữa là 2 cái. Cái này thăm không có dính. Không dính một con luôn. Cây gì mà ông nó không gì là không gì, mấy kèo thơm mới ghê luôn. Ông không gì đóng ở đây mà ông mà diện ấy là cái bẫy Thanh cho nó chống quét gì đây. Quét cái đầu có phân đây chà, như có phân gì các bạn ơi. Bữa nay ta chịu dính đây nè, đã quá. Để móc có gì vô đặt lại đây nè, mới vô cái đầu tiên luôn nè. Mới làm sao không có gắn được, tiếc ghê các bạn. Không có con chuột luôn. Thanh làm biến đi mua cái này gắn nhị ngon quá. Vô cái đầu tiên vậy là thơm kèo liền, quá đã. Vườn này ngon quá mà không có là đâu được, phải có chứ. Cái bên đây bẩm thanh dính con gắn bự nè. Thì bữa hổm thanh đặt cái bẫy nằm ở trong góc đó, người ta tới luôn, người ta dọn mà sao không biết. Sau này đường đi vô cũng quá trời nè, không biết cái dấu gì mà sao quá trời cái đường đi luôn. Rồi Thanh mới đặt cái bẫy mới nằm bên đây, bẫy đang còn đây nữa. Cái bẫy này chắc bút gì này, tưởng là cái bẫy này không còn rồi chứ. Trời ơi dính nữa các bạn ơi, hai cái dính hai con luôn, nhìn như ghê thiệt chứ, kiến không nè. Trời ơi con gì nữa, sướng không các bạn. Hai cái đầu tiên làm hai con luôn, không có con chuột để đi thăm mà. Ghê không? Trời ơi, quá im luôn các bạn này. Bởi hôm nay Thanh đâu có đăng clip được đâu. Thì bây giờ Thanh còn cái luồng bẫy đồng nhà, bẫy đồng nhà thì bữa Thanh cũng ghé thăm mấy cái dính lượng con gắn nhất á, Thanh đâu có quay đâu, không có chuột á. Rồi còn mớ đâu cũng cỡ cả chục cái á. Thanh về Thanh sẽ coi đây luồng bẫy này, nếu có chuột gì Thanh thăm. Rồi cái luồng bẫy huyền thoại Thanh á, trời ơi hai cái dính hai con ngon quá cô chú anh chị ơi. Anh gần bắt cho các bạn xem, hai con gắn im quá trời im luôn. Dùng này mà không có nó sợ. Thanh đem cái hai chai nước uống, những cái manh này đặng hồi ấy nè. Rồi có còn chuột thì bỏ vô đây, chứ Thanh đâu có còn chuột mà cái chuột còn sống á, Thanh bỏ vô cái lồng này. Rồi Thanh bắt hang rắn này các bạn xem. Chá nắng luôn các bạn. Ai còn yên im ghê luôn. Đâu có dám bỏ trong cái này, bỏ vô này cái đầu cái nó sảy hoài. Để cái đây mấy này mà đè mấy kia cái nó hôm. Hai cái lượm hai con. Sướng biết mấy.
hy vọng là lùng bẫy này hôm nay vô kẹo quá, chuột mất quá các bạn ơi. Muốn đi lấy chuột luôn. Cái được hai em sướng các bạn, ngon quá. Thấy có mùa xuân rồi đó. Rồi, để Thành ấp máy đây, Thành đi gom tiếp nha. Bên đây Thành có một cái nè, của hổm Thành dính con hành gì nữa nè. Này vì sao cái thứ ba này, vì sao đây ba này, rồi cái bảy cha. Ừ, còn xây dấu giò người ta đi phải dừa, mình cho nó cái bảy mình bị mất dột nhà hiều các bạn ơi. Ừ, vậy mà dính luôn cái ghê ấy chứ. Rồi, ba cái dính ba con luôn, nóng lạnh không thật là quải chưởng, tiếc ghê luôn. Bảy ba cái dính ba con, bữa nay coi bộ vô kẹo nha các bạn. Đấy, mốt có chuột đi đặt lại, giờ hết chuột rồi. Cái thứ tư, cái tư này chỗ này thì Thanh dính được ba con gắn ba, chưa có con gì nào hết chứ, dính ba con ba một lượt luôn đó. Cái bữa nay coi nó làm sao. Đâu rồi? Dính chỗ này là ba con gắn ba, chưa có gắn gì nè, gọn chắc lát này. Chuột quéo quéo các bạn, không có chuột quéo, cái chuột còn sống đỡ quá. Cái đầu mút đắng, mới vô lấy cái bẫy thứ tư dính luôn các bạn. À, dính gắn hoành luôn. Ghê không? Xe đậu đó, mới sinh vào chỗ vô. Và chỗ có leo cây. Đó, đó cây hay ổi. Đó là cây hay ổi. Dính luôn mới ghê chứ. Giờ là thoát có con một. Có một cái không dính nè. Bắt hàng gắn rồi nữa nha các bạn. Nãy giờ chẳng như 5 cái à. Cái thứ năm trong cái thứ tư Thành cũng quên, năm cái dính bốn con, ghê không? Có cái này không dính nè, bắt hai con gắn này ra luôn. Rồi này vô kèo mà không có chuột thay uổng quá các bạn ơi. Năm cái mà dính bốn con à. Vô khuôn trong đây Thanh có đặt ba cái, ba cái là mới chạy nền nha các bạn. Bữa Thanh mới chạy nền ba cái này, kiếm đường đặt chứ khó khăn. Con này chuột vô kịp ăn lúa luôn, mới cắn được con lỗ. Được thì văn lúa luôn. Luồng này ổn ghê vậy chứ. Cái luồng này thơm tử, cái dính cũng được, quán cũng được, dày sĩ các bạn. Thì 5 sĩ, 4 sĩ,
Rồi, 5 cái 4 con. Sướng không? Khu này dấu chân chó quá trời, không biết mấy cái bẫy thanh còn không nữa. Trong đây đặt 3 cái. Bữa tôi đặt cái bẫy ngay góc này nè. Dính con rồi thanh dời luôn. Dời bẫy. Đặt ngay cái lùm này các bạn nha. Có dấu dò người ta đi, người ta không có đạp á. Thanh dời bẫy luôn. Đây chó quá, giống chừng chó quá, dây. Các bạn ngay đầu đường này dây của Thanh còn. Mệt mỏi. Thấy thì giấu thì thấy còn đó mà không biết sao. Không có giấu, không có ngon. Đây. Còn đây. Rồi dính nữa hay gì các bạn ơi. Nè, phải khoan nó là gì nè. Nhẹ. Ồ sao nhỏ. Dính nữa các bạn. 6 cái. Dính 5 con. Ghê thiệt. Công nhận ốc nổi luôn. Bên góc đó Thành cũng có 1 cái nữa. Thành qua bên đó Thành lấy 1 cái nữa nha. Cho các bạn xem. Hồi hộp quá các bạn ơi. Dính 27 mà dính cái này hồi hộp quá. Chà, tàu dừa đâu mà nó ngay tùm lum gì. Cái bẫy Thanh chỗ nào ta? Sao tàu dừa không? Bẫy Thanh bữa từng nhét đâu? Nó mới chắc tàu dừa nè. Cái bẫy Thanh để đâu ta? Mẹ. Chết nhỏ dưới ghe rồi. Múc ở trên đây. Rồi cái này nha ta. Hình như có nữa các bạn ơi. Đây nè. Trời ơi. Tiếp tục dính nữa các bạn ơi. Quá. Wow. Dính gì đâu mà. Chỉ chặt có một cái một nha các bạn. Để đây. Thành vô là thành lấy cái bên đây nữa rồi cây. Rồi cái đầu cây Thanh bắt mềm nó ra luôn. Cái giường này là Thanh chưa có đặt nhiều nhất bạn. Đặt mới có 3 cái. Mà 2 cái dính rồi đó. Lại dính dính này kia 1 cái. Ta bên này. Ta bên. Bảy đồng tiêu rồi trời. Mệt. Sầu riêng gì mà trái đã thiệt chứ. Mấy cây này cũng chưa có già. Sầu riêng tơ mày coi người ta cho đâu trái nè. Mê ồ trái quá sướng. Mận thon phụ này ta trồng mận thon không coi số này cũng già. Mốt xanh dầu Thành đặt lại mới được. Này cũng im mà đều không có gắn bự như các bạn, gắn nhì gắn ba không nè. Có cái giò chó nó đi nè. Thôi là không có cái nào, mấy con chó này nó không biết bắt chuột. Giờ tới xe. Quá quá có người đậu xe này, người ta vô tôi nghe người ta kia, chắc người ta chạy đi qua đường này. Chú vườn vô ai nó bắt hàng gắn ra luôn này. Đấy, xe đậu. Đậu chiếc xe vậy người ta qua cũng được nghiệp nữa. Đâu biết tưởng người ta giờ này người ta chưa không có vô. Lại điểm này bắt nữa. Nãy cũng bắt 2 con, giờ bắt 2 con. Vậy là giờ Thanh là trên cái 5 cái đây, 3 cái là 7, 8 cái. 8 cái 7 rồi nha các bạn. 8 cái. Có chú vườn, xin chú vườn nó đặt ngon.
nên giờ tôi đặt á, không có chỗ giường. Còn sướng không? Và đấy, cũng có tiền. Con này đầu bự quá, có gì nữa không kìa. Chạy ra luôn. Con này gì không nổi. Con này 28. Tám cây dính sáu con. Về chưa? Về chưa? Hy vọng là đằng kia dính nữa. Rồi, để Thanh đi gom tiếp nha cô chú anh chị. Thanh sẽ 5 cái và bỏ 3 cái nữa, 8 cái. Mới dính gắn mà còn con chuột luôn, mới ghê chứ. Thêm cái nè. Là cái bẫy mà dính gắn mà còn con chuột luôn. Cái bẫy này cái tè. Đây bỏ đi, ta đạp. Rồi, còn chuột. Hên. Nãy cái bẫy dính gắn còn chuột. Dưới đây 1 cái nè, 2 cái. Rồi. Tiếp tục vô dương dừa. Dương dừa trong ba cái dứa. Ta đặt dừa con vô. Chen dừa con. Dừa này muốn lão rồi. Thì ta chặt xong cái này mốt với người ta. Ta hạ dừa đó, ta chừa dừa con lại. Mình gốc mình đó thành con cái nữa. Gốc này. Rồi dừa con. Trời ơi, có phần nha các bạn. Quá wow, cái luồng bẫy này hôm nay. Không dính gắn không bự nhỏ nhỏ, nhỏ mà dính. Dính liên tục luôn trời. Cắt dứa gì chị? À, em vô em lấy rút mấy cái bẫy gắn, lấy mấy cái bẫy gắn kia. Ngồi đó mà em đi nghe em thay đi mà không thấy. Chủ vườn. Bỏ cái. À, chỉ ngồi góc mút đẳng. Không thấy chị. Mình thì bẫy gắn thì mình đi. Mình đi là thoải mái các bạn, không có lén lén lúc lúc gì hết trơn á. Cho nên chủ vườn đồ người ta thấy người ta không nói mình gì hết trơn. Công khai mà bới mắt bẫy nhiều. Công khai là dễ mắc bẫy lắm. À, dẫn các bạn đi thiệt tình luôn á, chứ đâu có dẫn chơi đâu. Cái này bữa Thanh vô thăm chuột bị gì nè, quéo quéo là mới dọn cỏ có quăng đây. Dọn cái bẫy mình không thấy phân phướng gì trơn, im quá. Bò này cao không có gắn vợ thì ta con chuột mất kêu nữa, quéo quéo con chuột này. Cái này sẽ chuột quéo hoài mới lạnh, bây sao dính ngắt được. Thiệt tình. Anh em ăn bưởi không? Quá trời bưởi luôn, bưởi năm gôi. Bưởi năm hồng, này là bưởi lòng hồng nha các bạn. Con này thành có 1 cái nè. Cái này thật rồi cũng không dính. Đợt này cũng dính nè. Đợt này cũng thôi. Rồi chuột quéo quéo nữa. Kỳ vậy ta. Đó, mình đi kiếm chuột gì đang đi thăm mà. Quéo 2 cái nữa trên này. Cái gì dính. Ồ, có trái sambo chín cũng quá. Ngon quá. Ôi. Là kẹo neo. Đây mình việc nó tha ốc nó ăn. Trời cho có biết. Ở đây bảy mình việc thầy luôn. Dính nữa là cô chú anh chị. Đây. Cắn này mới ăn chuột. Chuột còn no luôn. Rồi để Thanh ra Thanh bắt mấy em gắn này luôn. Đây. Sầu riêng ơi, hỡi sầu riêng. Trời ơi, sầu riêng mình nữa. Hai trái nó chà bá nện. Thật là quẩy, đây là quẩy, không có chuột rồi. Tí còn các bạn. Cái này thật dê kèo mà.
vô kèo không có, không có chú tí nào đi thay, đi thay luôn này. Thằng Nghi cho đợt này dính lắm, hết mưa cái chạy nó mưa dầm đó. Nó không chạy cái bẫy này, bẫy này còn con chuột nè, gắn này mới dính nè. Mà đéo luôn này, nói chung ra kiếm con gần nhất là mệt lắm nha các bạn. Hồi lúc trước á thì Thanh Dương Thanh Đặt á thì hành nhất kiếm hoài, còn chuột ngò nóc. Vô tính xử con chuột mà không xử được con chuột, nó xử lại luôn. Con chuột hồi bắt chuột thả ra. Mời các bạn, 2, 4, 6, 7 cái, 7 cái dính 4 con. Này mình vô thì 2, 3 con nhất là đậm lúa đó. Đó. Mời không? Rồi, để Thanh chắc bẫy lên xe, cái Thanh thả chuột vô, có mấy con chuột còn Thanh thả vô cái lồng, cái chắc bẫy lên xe nha cô chú anh chị. Mình thì Thanh còn cái quẩy mà không biết nó có rút ra không hay là còn, cũng quên của chú anh chị. Em vô đây, cái bộ vô đây xa quá, kiếm cái quẩy rồi phải không còn. À, chắc còn rồi, phải bỏ là mất cái quẩy rồi. Kiếm không, chuột quéo quéo, lấy ra luôn mẹ rồi. Đang là chuột quéo không. Thành còn 5 cái cuối cùng nữa hết. Khu này thấp mà thâm. Bữa Thanh nói để Thanh dời mấy cái 2 cái bẫy đây nè. Mình dính con ngựa nhỏ vậy Thanh thả vô hang chuột đó. Mà Thanh chưa dời là chú này rút luôn. Chuột quéo quá. Quéo chuột. Thật tình. Bên đó một cái bỏ dính con ngựa nữa các bạn. Chó nó bắt chuột được cũng đỡ, chứ vô chừng nó đi ha, lời nó trơn. Con cá nó không biết bắt chuột, không biết bắt chuột với anh chuột nè, nó dò đi hung luôn. Nó biết bắt chuột là thua, không thấy phân. Ồ, con ngựa nữa, con ngựa chà bá, con ngựa ngới, không dính con nhỏ là dính con bự, nằm trong này nè các bạn, đó, ngựa này chống cỡ 6-7 lạng, 6-700 gram, rồi, cậy đi, vậy có ngựa xào. Hôm đây bữa Thanh dính con hành nhỏ, hành 2 lần rưỡi, ra vô coi có con nào dính con 2 lần rưỡi đây chưa.
chó đi dữ vậy. Cái bẫy thì không thấy dấu hiệu, thành thấy có phần mà bự nhỏ nha các bạn. Trời, nó xíu nữa, khu này kiếm con nó bự đỏ hơn mắt luôn các bạn. Đây, nhỏ nữa, phân ngay đầu hôm, phân mấy người. Cái bẫy cuối cùng ngày hôm nay. Bãi này lúc đầu á dính mê thì nó sao toàn là chuột cái queo không. Đây bãi cuối cùng chắc chuột quéo luôn thiệt. Rồi hồi hướng dẫn vì mình tổng kết số gắn lại cho cô chú chị xem luôn nha. Ủa cái bạn rộng xíu đã ghê trời. Đoạn bãi thanh gom hết đây, bên đây dinh xe 1 2 3 4 bốn hàng, hàng bốn cái 5 20, bây giờ là 23 cái các bạn ơi, tính đi là 23 cái. Rồi, bữa nay thì vậy, còn được 3 con chuột duy nhất. Đó, rắn thì như đây, một rắn hoành đây, rắn hoành đây, con ngựa, con hành đây nữa, hành này mới dính. Đó, thấy không các bạn, thấy không, hành này cũng nhỏ chứ bự. Rồi thanh chắc cũng tạm clip rồi nha cô chú anh chị. Thì hành trình đi gom 23 cái bẫy gắn thì thanh được cũng thành quả được nhiêu đây. Rồi thanh cũng bánh chúc cô chú anh chị các bạn xem clip thư giãn cùng với thanh nha. Rồi thanh cũng tạm biệt, bye bye.